Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái lệnh scanf này. Đây. Đây là cái lệnh scanf này. Đây. Thì đây là một cái lệnh rất là phổ biến ở trong mọi cái chương trình C. Đấy. Thì để hiểu như thế nào là cái lệnh scanf thì ở đây mình sẽ set một cái bài tập. Đấy. Như một cái ví dụ nhỏ đó là in ra màn hình cái tên. Đấy. Nhập vào in ra màn hình cái tên, tuổi và số tiền đang có. Đấy. Đấy. Ở đây thì mình sử dụng với cái tên thì mình sử dụng cái kiểu dữ liệu là sâu ký tự. Đấy. Với cái mạng của nó là có độ dài là 15. Đấy. Và kiểu với tuổi thì mình sử dụng cái kiểu dữ liệu là integer, còn tiền thì mình sử dụng là float, là kiểu thực đấy. Với cái tiếp theo là cái lệnh print, tức là in ra màn hình cái nhập in ra màn hình để nhập vào tên, tuổi và tiền. Và cái hàm scanf này, ở cái hàm scanf đầu tiên này thì với cái phần trăm s này thì chính là cái biểu thị cho cái cha này, character này. Đấy. Còn cái tên này chính là cái biến tên lúc ban đầu mình khai báo. Đấy. Thì đây là một cái cấu trúc cơ bản của cái hàm scanf. Đấy. Tiếp theo đó là cũng là một cái cấu hình scanf. Đấy. Ở đây thì ở trong đây thì sẽ chứa hai cái, một là phần trăm d và hai cái thứ hai là sẽ là phần trăm f. Đấy. Với cái phần trăm d thì đó sẽ là tuổi, còn phần trăm f đó là cái kiểu float dành cho cái biến tiền này. Đấy. Ở đây ta thấy có thể thấy cái dấu vả đấy, chính là cái dấu ta bấm lên bàn phím là Ctrl cộng cho 7. Đấy, thì nó sẽ ra cái biểu tượng như này. Ở đây thì các bạn có thể hiểu đây chính là cái control. Đấy, thì để hiểu control là như nào thì ở những cái bài học tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về control. Đấy. Chứ các bạn đã thấy thì ở đây, ở cái hàm scanf đầu tiên thì mình không sử dụng cái control. Đấy. Nhưng ở cái hàm scanf thứ hai thì mình lại sử dụng control. Đấy. Thì vì sao? Bởi vì ở đây là cái hàm scanf đầu tiên thì cái kiểu dữ liệu của nó là character thì mình không cần phải sử dụng cái control. Đấy. Nhưng ở cái scanf thứ hai là kiểu dữ liệu của nó là integer và kiểu float. Đấy, thì bắt buộc mình phải sử dụng cái control. Đấy. Và cái lệnh printf cuối cùng này thì mình in ra cái tên, tuổi và số tiền đang có đấy. Thì ở đây thì mình sử dụng cái cấu trúc printf này mà mình đã giới thiệu ở những cái bài học trước. Đấy. Thì sau đây mình sẽ chạy các bạn xem ạ. Đây là một cái màn hình nó hiện ra và mình nhập cái tên, mà thể nhập bất kỳ, ví dụ đây mình nhập nam là 12 tuổi, có tiền đang có là 13.233. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra kết quả là nam 12 tuổi, số tiền đang có là 13.23. Đấy. Cái 12.23 này chính là ở đây thì mình khai báo nó là phần trăm chấm 2f, tức là gì, tức là với cái, đây là cái kiểu float là kiểu số thực, thì với cái phần đứng trước cái dấu face đấy là cái phần nguyên ấy, thì sẽ lấy tối thiểu là một ký tự. Đấy. Ví dụ như 1.33 thì nó cái tiêu tối thiểu thì nó sẽ lấy cái số 1 đấy.
Và tiếp theo cái chấm 2 này ạ, tức là với cái số thực thì nó sẽ lấy tối đa là 2 ký tự sau cái dấu phẩy và nó sẽ tự động làm tròn luôn. Ví dụ như 2.33 33333 thì nó sẽ lấy tròn là 2.33 đấy. Và sau đây thì và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến cái hoạt động của cái hàm scanf này. Đấy. Cái hàm scanf này thì nó chờ đợi mình nhập từ một cái giá trị từ cái bàn phím và nó sau đó nó sẽ đưa cái giá trị đó vào cái máy tính để xử lý và sau đó sẽ in ra màn hình. Đấy. Khi, ví dụ khi mình nhập cái nam này ạ. Đấy. Thì cái hàm scanf này nó sẽ nhận diện xem là nó đã đúng cái kiểu character này chưa. Đấy. Và sau đó nó sẽ đưa vào máy tính để xử lý. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ đi đến cái hàm scanf tiếp theo. Đấy. Tiếp theo nó sẽ đi đến cái phần trăm D này và đi đến cái tuổi. Và tiếp theo sau nếu xong cái tuổi này, khi làm việc với cái biến tuổi này thì nó sẽ làm việc tiếp tục với biến tiền này. Đấy. Nó cứ làm việc tuần tự như vậy. Đấy. Và tất cả cái hàm scanf này thì mình đều có thể viết chung trong một dòng cũng được ạ. Đấy. Ở đây thì mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn xem. Phần chấm f add ạ. Ở đây mình sẽ và tên ạ. Đấy. Mình sẽ xóa cái dòng link này. Rồi sau đó ta sẽ build lại cái chương trình. Đấy. Đấy, thì nó vẫn ra kết quả như bình thường này. Đấy. Như thế thì các bạn có thể thấy là scanf nếu bạn viết một hàng hay là một hàng trên một nhiều scanf trên một hàng lệnh ấy, thì nó cũng như là dùng mình dùng scanf trên từng chia nhỏ ra đấy thì nó đều cho kết quả như nhau đấy. Thì trên đây là một số cái giới thiệu về cái hàm scanf trong cái lớp PC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.